có bất cứ chuyện gì cũng không được khai nhau ra nghe chưa? Tất nhiên rồi, mình đâu có phải là một người bạn tồi đâu. Ờ, khoan đã, hình như trên ghế có cái gì đó rất là khả nghi. Cả lớp, nghe đây, đây là một vụ việc rất nghiêm trọng. Em đã nhìn thấy bạn Annabelle đổ nó lên ghế của bạn Thạch Anh. Thưa cô, đúng rồi đó, chính mắt em cũng trông thấy. Annabelle, tại sao em lại làm như vậy? Dạ thưa cô, không phải em đâu ạ, em đâu có biết chuyện gì đâu. Hứ, cậu đừng có mà giả ngây giả ngô ra đấy nữa. Chính mắt bọn này đã trông thấy cậu làm, cậu đừng có chối nữa. Dạ thưa cô, không phải chị em làm đâu cô, hai chị em đến lớp cùng nhau mà. Nếu chị em làm thì em phải biết chứ. Vậy thì chắc chắn hai bọn cậu là đồng phạm rồi. Chuyện này có gì đó không ổn. Annabelle trước giờ ngay thẳng, không thể nào có chuyện hại bạn như thế được. Su, em có chắc chắn là Annabelle làm không? Nếu mà em đổ oan cho bạn thì em sẽ phải chịu hình phạt gấp đôi bạn đó. Dạ thưa cô, em chắc chắn ạ. Có khi nào Su vẫn còn tức Annabelle vì chuyện hôm trước mà đổ oan cho Annabelle không nhỉ? Em có chứng cứ gì để chứng minh Annabelle là người đã gây ra vụ việc này không? Dạ thưa cô, chính mắt em đã nhìn thấy thì làm sao mà sai được. Không chỉ em mà cả bạn Pinky cũng nhìn thấy cô ạ. Đúng không Pinky? Dạ thưa cô, đúng đó ạ. Bạn Su nói đúng đó ạ. Quái, bình thường con mụ Pinky ăn nói tự tin, chảnh chọe lắm mà, sao hôm nay lại ấp úng vậy nhỉ? Chắc là có gì đó mờ ám đây. Su thì có thể còn thủ án với Annabelle thật, nhưng mà Pinky thì đâu có thủ án gì với Annabelle. Không lẽ nào đây lại là sự thật? Nhưng mà mình vẫn không thể tin được. Su, Pinky, ngoài việc nhìn thấy ra, em còn chứng cứ nào khác không? Dạ, không ạ. Không khớp nhau một tí nào, thật là kỳ lạ. Thưa cô, theo bọn em biết thì Thạch Anh mới đến lớp và chỉ mới chơi với Annabelle thôi, chưa chơi với các bạn nào trong lớp cả. Vì Annabelle biết chuyện này nên đã cố tình hãm hại Thạch Anh bằng cách đổ keo lên ghế của Curly, sau đó chuyến ra ngoài ngồi để Thạch Anh cũng ra ngoài ngồi theo. Theo những nghiên cứu của mình thì vụ này càng ngày càng phức tạp, cái lớp này càng ngày càng nhiều chuyện rồi đấy. Theo những nguồn tin mới nhận được thì Annabelle đang là đối tượng tình nghi số 1. Bây giờ chứng cứ đã rõ ràng, mình không giải quyết thì không được. Thạch Anh là con của thầy hiệu trưởng mà, mới đến học 2 ngày đã có chuyện xảy ra. Mình phải xử phạt nghiêm vụ này mới được. Nhưng mình vẫn không thể nào tin được Annabelle có thể làm chuyện này. Annabelle, bây giờ chứng cứ đã rõ ràng, em còn điều gì muốn nói không? Dạ thưa cô, không phải em thật mà, em thề là không phải em đâu cô ạ. Mình không nghĩ rằng Annabelle ngốc nghếch lại có thể làm chuyện này. Mình tin bạn ấy. Nếu em còn không chịu nhận lỗi thì cô phạt em xuống cuối lớp đứng cho đến khi nào nhận lỗi thì thôi. Thưa cô, em nghĩ chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, không nhất thiết phải làm như vậy đâu cô ạ. Cô là người sống và làm việc theo nguyên tắc, Annabelle phạm lỗi thì đương nhiên bạn ấy phải chịu phạt rồi. Annabelle, hãy xuống cuối lớp và đứng úp mặt vào tường. Và Thạch Anh, em hãy lên chỗ của Annabelle ngồi đi. Dạ thưa cô, không phải chị em đâu ạ. Nếu cô phạt chị em thì cô cũng phạt luôn em đi, bởi vì em luôn ở bên cạnh chị em. Nếu em đã nói vậy thì em hãy xuống chịu phạt cùng chị mình luôn đi, vì tội bao che cho việc xấu của chị. Ngày mai cô sẽ làm việc với bố mẹ em, và có thể Annabelle sẽ bị đình chỉ học một tuần. Không thể nào, không thể chị bị đình chỉ học một tuần được. Dạ thưa cô, sự việc nghiêm trọng như thế này thì phải đuổi học chứ, sao mà đình chỉ học được, đình chỉ thì nhẹ quá. Đây là quyết định của cô, không phải việc của em. Mình xuống thôi em, cây ngay không sợ chết đuối, chị không làm, việc gì chị phải sợ. Trời, cây ngay không sợ chết đứng, chứ không phải là chết đuối đâu. Thì đại khái là như vậy. Tại sao em lại muốn chịu phạt cùng chị vậy? Đứng sẽ rất là mỏi chân đó. Tại vì em muốn đi theo chị, em thương chị mà. Trời, em muốn học thì em cứ ngồi trên mà học chứ, đi theo chị em đâu có học được đâu. Hi, em đã mang sách theo mà, đây nè. Các em hãy lấy sách tiếng Việt ra, hôm nay cô sẽ dạy các em đọc một chữ cái mới nhé. Thôi chết em rồi, em mang nhầm sách rồi. Hi, thật tội nghiệp em quá. Nhưng mà đứng phạt cũng vui em nhỉ. Đừng nói chuyện thoải mái mà còn không phải học nữa chứ. Trời ơi, chị đúng là đồ lười.
Trước khi vào học bài mới, cô sẽ kiểm tra bài cũ. Ở bài học trước, cô đã bày các em đánh vần 3 chữ Bè, bẹ và bẹ. Hôm nay, bạn nào đánh vần cho cô nào? Thôi chết rồi, qua đến nay mình mãi nghĩ kế, không có thời gian ôn bài nữa. Buồn như con chuồn chuồn, chẳng muốn giơ tay phát biểu nữa. Bờ e bê này, bờ e bê hỏi bẻ này. Mình quên mất chữ cuối cùng rồi. Bờ e bê này, bờ e bê hỏi bẻ này. Bờ e bê nặng bẹ. À đúng rồi. Dạ thưa cô em ạ. Wow. Nào xin mời bạn Mimi. Sao ai cũng nhìn mình thế nhỉ? Chết toi rồi, bệnh cũ lại tái phát rồi. Dạ, thưa cô, em xin được phát biểu. Thôi, được rồi, em không cần nói nữa đâu. Không tí nữa lại đau bụng như lần trước, lại phải đi viện cấp cứu đó. Cô biết em trả lời đúng rồi, cô cho em 8 điểm. Giờ cô cần một bạn trả lời rành mạch rõ ràng cho cô nào. Linda ơi, có chuyện gì vậy? Cậu mỏi chân rồi à? Không, cậu giơ tay mà lấy điểm đi. Câu trả lời là bờ e bê hỏi bé, bờ e bê nặng bẹ. Ok. Thưa cô, em ạ. Nào, mời Linda, em hãy thử xem. Thưa cô, là bờ e bê hỏi bẹ, bờ e bê nặng bẹ ạ. Câu trả lời của em rất nhanh, rất rành mạch, rất chính xác. Cô cho em 10 điểm. Wow. Thưa cô hãy cho điểm 10 ấy vào điểm của Isabel đi ạ. Em chỉ trả lời hộ bạn ấy thôi. Trời ơi, cậu không phải làm như vậy đâu Linda. Điểm của mình thì mình lấy, điểm của người khác mình lấy làm gì? Cậu thật là một người ngay thẳng. Hôm sau, mình sẽ thay mặt em mình mời cậu ăn kem nhé, vì mình rất thích tính cách này. Mình không thể nào ngồi yên học được, bởi vì phụ Annabelle vẫn chưa sáng tỏ. Annabelle chắc chắn không phải là người gây ra chuyện này rồi. Vậy là ai? Ai là người đã hại Annabelle? Ai? Đầu tiên, chắc chắn không phải là Thạch Anh, vì Thạch Anh cũng là người bị hại. Thứ hai, không phải là Linda và Suri, bởi vì họ vào sau mình mà. Thứ ba, cũng không phải là Mimi và Ruby, bởi vì họ cũng vào sau. Chỉ còn bốn đối tượng tình nghi, đó là Suzu đã có thủ án trước với Annabelle, Pinky cùng bàn với Suzu, Puka và Lika trông có vẻ vô hại nhưng không có chứng cứ ngoại phạm nên vẫn là đối tượng bị tình nghi. Chắc chắn là ai đó trong bốn người này rồi. Liệu ai sẽ là thủ phạm đây? Mình phải điều tra rõ mới được. À, có cách này rồi. Chị ơi, em mỏi chân quá chị à. Cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi để em được ngồi. Lần đầu tiên em lại thích giờ ra chơi đến vậy á chị. Vậy thì tí nữa em lên ghế ngồi đi nhé. Đừng chịu phạt cùng chị nữa, tội nghiệp em quá. Còn chị thì lúc nào cũng thích giờ ra chơi. Annabelle ơi, Isabelle ơi, chắc hai bạn mỏi chân lắm rồi đúng không? Hay là hai bạn lên ghế ngồi tạm đi. Mình ngồi nghỉ đây tí được rồi, tí nữa lại phải chịu phạt tiếp mà. Mình nhất quyết không nhận tội đâu, bởi vì mình không có làm. Cậu có tin mình không? Đương nhiên là có rồi, mình tin chứ, vì mình có linh cảm cậu là người tốt. Vậy là được rồi, mình á, dù có chết cũng không nhận tội vì mình không làm. Ê, Mimi, lại đây đại ca nói chuyện này. Có chuyện gì vậy Curly? Không được ngồi với tớ, nhớ tớ quá à? Thì cũng nhớ, nhưng mà muốn nhờ vả cậu tí việc đây, mình chỉ tin tưởng mỗi cậu thôi đấy. Thế có chuyện gì cậu cứ nói đi. Bây giờ thế này nhỉ. Ok, mình đồng ý.
đâu nhỉ? Thôi chết rồi, rõ ràng là ở đây mà. Đi đâu mất rồi? Chết tôi rồi, vậy làm sao bây giờ? Curly ơi, nãy cậu có thấy tớ làm rơi chiếc dây chuyền ở bên đấy không? Lúc tớ qua bên cậu ấy. Dây chuyền nào? Thì chiếc dây chuyền đính đá tớ vẫn đeo thường ngày đấy. Bây giờ chẳng thấy đâu nữa. Lúc nãy cậu qua đây mình đã không thấy rồi. Chẳng có cái nào rơi ở đây đâu. Cậu tìm kỹ lại xem. Theo như nguồn tin mới nhận được thì Mimi vừa đánh rơi chiếc dây chuyền đá quý. Thôi chết rồi, phải làm sao bây giờ? Chiếc dây chuyền đó rất quan trọng đối với mình. Thì tìm lại đi chứ. Nếu mà không tìm thấy thì chỉ có thể bị ăn trộm thôi. Lại thêm một vụ trộm cắp nữ trang. Lớp này công nhận hot thật. Nào, đã đến giờ vào lớp rồi. Các em hãy mang sách toán của mình ra. Chúng ta học tiếp bài cũ nào. Thưa cô, em có chuyện quan trọng muốn báo cáo ạ. Có chuyện gì vậy, Suri? Thưa cô, theo nguồn tin rất đáng tin cậy em vừa nhận được thì bạn Mimi của lớp chúng ta vừa đánh mất một chiếc vòng kim cương. Và đây rất có thể là vụ ăn cắp thế kỷ của một tổ chức áo đen nào đó. Thôi, em đừng nói những điều viển vông đó nữa đi. Áo trắng với chả áo đen gì. Mimi, có phải em bị mất cái vòng không? Dạ, thưa cô, đúng vậy ạ. Em vừa bị mất cái. Thôi, được rồi, cô biết là em mất rồi. Khổ ghê ạ. Em đã tìm kỹ chưa? Nó có bị rơi ở đâu không? Dạ thưa cô, theo nguồn tin em vừa mới nhận được thì bạn ấy đã tìm khắp trường nhưng không thấy ạ. Vậy thì có bạn nào đã cầm nhầm của bạn Mimi không? Nếu mà bạn nào cầm thì hãy trả lại bạn ấy nhé. Thưa cô, em có ý kiến có thể làm sáng tỏ vụ việc này. Curly, em hãy nói đi. Thưa cô, trong trường hợp này có 3 khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất, đó là bạn nào có thể cầm nhầm của bạn ấy mà không biết. Thứ hai, có bạn đã lấy cắp của bạn ấy. Thứ ba là bạn ấy đã đánh rơi ở đâu và không biết điều đấy. Em đã có cách để giải quyết chuyện này chỉ trong vòng 5 phút thôi. Cô hãy giao toàn quyền quyết định cho em nhé. Thôi được rồi, em muốn làm gì thì làm đi. Khẩn trương lên, chúng ta còn phải học bài nữa. Tất cả các bạn hãy lấy cặp của mình ra, để lên trên bàn. Hai tay cũng đặt lên trên bàn, để cho mình kiểm tra. Trong cặp Thạch Anh không có gì, như vậy là Thạch Anh vô tội. Su Su, sao cậu không lấy cặp ra? Mình không lấy, tại sao mình phải lấy cặp ra cho cậu kiểm tra? Vì cô đã giao toàn quyền quyết định cho mình. Nếu cậu không cho mình kiểm tra thì cậu chính là người ăn trộm. Hứ, mấy cái đồ rẻ tiền như thế, ai mà thèm ăn trộm? Không tin à, kiểm tra đi này. Cái gì vậy?